xa là thần long của thời đại mới, thời 4.0 xa là thần long, ta di hành mang kiến thức tới nông dân, ta là thần long của thời đại mới, thời 4.0 tình 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 ta đình tình 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 ta đình tình tình ta đình tình 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 mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát trên đỉnh đồi hết. Cái gì có một câu vậy thần? Thần mà mất hứng quá, không nên hát nhiều. Mà giờ thần không hát thì thần làm gì giờ? Hát á là đã có trợ lý rồi. Hồi đó giờ mà trợ lý mà cất giọng hát lên, bà con rất là ái mộ. Vậy thì bây giờ em hỏi thần nha. Sao? Thần nông có biết làm câu đối không? À, mỗi dịp mà Tết đến hay là mình đến mình chúc Tết bằng những câu đối rất là ý nghĩa luôn á. Hay, đúng là ta chọn trợ lý không sai, rất là sáng kiến đó. Bây giờ ta cần những câu đối ý nghĩa để mình đến chúc Tết bà con cho bà con vui, được không? Dạ đúng rồi. Ý nghĩa không? Dạ quá ý nghĩa luôn. Ai làm trước? Bây giờ em đi. Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang vạn sự thành công. Quá hay, trời ơi. Tiếp. À, Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố, lộc trên trời, lộc xuống nhân gian. Trời ơi quá hay. Và thời gian không còn kịp nữa, vì sâu rầy đã tràn lan khắp mọi nơi, ta phải đến tất cả từng nhà của bà con ngăn chặn kịp thời, để không khéo sâu rầy phá hoại. Ta là thần nông. Đi. Ta là trời đất ơi, em nể thần nông luôn á. Ăn Tết thì ăn Tết chứ không có lo nhiệm vụ à. Ta là thần nông thời đại mới, thời 4.0 à nha. Thần nông của thời đại mới, thời 4.0. Hay cái bầu này, chân nhà vui nè. Xuân ơi, xuân xuân đến. Dạ. Đi đâu vậy? Má thấy mày chuẩn bị sẵn hết rồi bỏ đi đâu mấy tiếng hồ vậy? Thì con đi mua bông nè, mua hai cho bông nó quá trời đẹp luôn nè má. Vậy hả? Dạ. Thôi ở nhà chuẩn bị lau chùi cho sạch sẽ nha, làm cho sạch nha, đừng có làm biếng nha. Ráng làm đi, Tết má lì xì lớn cho. Biết lì xì gì không? Dạ, lì xì gì má? Lì xì cho con vợ. Vậy nghe. Má hứa đó nha. Yên tâm. Dạ. Trời ơi, ai để cái thang kỳ cục vậy ta? Ê! Ai chơi gì vậy? Ba ta! Con! Ba! Con! Đây con! Đây con! Ba đỡ con nha! Rồi! Trời ơi! Sao vậy con? Con muốn gì ba mẹ chiều ý con chứ sao con định nguyên sinh vậy? Hả? Con đang lau cái nhà mà ba làm gì mà giật cái thang vậy? Hả? Mày lau nhà? Dạ. Trời ơi, tự nhiên bữa nay xiên quá vậy? Trời, bà không biết là đến nay Tết đến mà làm vệ sinh đàng hoàng cho sạch sẽ, lau cái mặt tiền cho nó đẹp. Đây nè, rồi con chuẩn bị bông hoa luôn nè. Đó, mua hai cái chậu bông luôn nè ba. Đó, thấy chưa? Đó, đẹp chưa? Rồi xong cái đầu mình trang trí thêm nhà cửa nữa, ngày Tết phải vui vẻ. Ba ơi. Ba. Mấy ngày Tết mà sao cái mặt của ba ủ rũ vậy sao ba? Rồi mình năm nay rầy trắng gốc rồi, ba thêm ba con sâu cuốn lá nữa, ba rầu quá năm nay chắc mất mùa luôn, mất trắng luôn. Bây giờ con giúp ba đi nha. Sao ba? Con chạy u ra cái tiệm thuốc của bà Tư á, con nói bà Tư bán cho ba là 20 gói thuốc là diệt rầy. Dạ. Rầy nâu á, rồi 20 gói thuốc là diệt sâu cuốn lá. Đi rồi về rồi ba làm phụ với con. Vậy là 20, thì 20 là 40 phải không ba? Có nhiều đó, mày cộng cũng lâu nữa. Ba. Tiền ba. Đi mua đi mua đi, hỏi tiền chi? Đi mua mà ba không đưa tiền sao mua? Tao thiếu ngoài đầy rồi, giờ thiếu thêm chút nữa đâu sao đâu. Cũng được nữa hả? Ừ. Đi, nhanh đi. Lẹ đi, vậy dạ, dạ. Ba làm phụ cho mấy cái này. Dẫn đi nghe ba. Ừ. Ngáp dữ vậy không biết nữa. Nè. Không. Sao không vô nhà ngủ? Ngồi về đó ngủ mà còn ngái nữa. Ôi, mệt quá. Mà đi chợ về rồi. Ừ, về rồi. Ừ, ổng gom hết chợ mình xuống ghe về luôn.
ông mới mắc cười quá. Nó mở miệng ra là móc họng tôi không hả? Tết nhất mà được có mấy ngày cho nên mình phải mua sắm đầy đủ hết. Chứ để Tết thiếu thì kỳ lắm đó. Tôi phải nhờ chú Ba cùng sách phụ đó. Có quà. Ủa? Chú Tư. Khỏe hả chú Ba? Dạ khỏe. Ơi tôi mệt quá. Hèn chi thấy ngủ ngồi đây luôn hả? Sao không vô trong ngủ đi? Đuối quá, đuối quá. Làm cái gì mà đuối? Thôi đừng có đuối. Hôm nay con đem quà của công ty Lộc Trời qua tặng cho chú Tư nè. Ơi. Có quà của công ty Lộc Trời luôn hả? Dạ. Cái gì nhiều quá vậy chú Ba? Dạ cà phê, rượu với gạo. À, toàn bộ này là do công ty Lộc Trời làm ra đó. Thôi, công ty Lộc Trời sản xuất cái này luôn hả? Dạ. Ôi, dữ vậy ta. Dạ. Vậy là vui rồi đúng không? Vui rồi, bây dạ. giờ có quà là vui rồi. Dạ. Nhưng mà giờ buồn lại à? Gì kỳ vậy? Sao buồn? Ủa, sao buồn nhanh vậy? Trời ơi, ta nói Tết nhất tới nơi mà không an tâm ăn Tết chú Ba ơi. Sao không an tâm? Ba cái con rè nâu nó trắng gốc hết trơn nó rồi còn sâu cuốn lá nữa. Bây giờ tôi rầu quá sai nhỏ nó đi mua ba cái thuốc về đặt vô xịt để ăn Tết nó đã biết được cái không nữa. Rè nâu với sâu cuốn lá hả? Ừ. Vậy thôi con với chú Tư đi ra ruộng thăm ruộng coi xem sao. Ừ đúng rồi, sẵn có chú Ba cùng dạ. nè, chú Ba cùng đi ra ngoài coi giùm mình cho. Đúng rồi hen. Ừ, dạ, chú Ba dạ. coi nghiên cứu tụi tôi ăn cái Tết này cho nó ngon coi. Bà nhà dẹp ba cái đồ đạc này đâu 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 đi liền đi liền với con rồi, rồi, cảm ơn chú Ba. Trời ơi lo quá thằng Nông ơi. Tết nhất rồi. Bà con của mình á đang lo lắng mà cứ mùa màng bị sâu rầy vậy hoài sao ăn Tết. Em thấy hả trên thế giới bây giờ ha, người ta dùng máy bay á phun thuốc diệt hết sâu rầy. Không mấy á thằng Nông sắm chiếc máy bay cho bà con mình đi. Đừng có bàn xa quá, đó là thế giới. Còn ta lo cái chuyện ở đây cho bà con nè. Bây giờ cũng may là ta phát hiện kịp thời. Dạ. Ta được nghe thông tin sớm. Đến dạ. đây ta ngăn chặn. Kịp, vẫn kịp đúng không? Yên tâm, ta đã đến, ta có cách ngăn chặn mà. Thằng Nông! Cái gì dữ vậy? Kêu cái gì mà vừa thôi chứ kêu cái gì mà hết hồn. Không phải. Tại gặp thằng Nông với cô thư ký. Mừng quá. Mừng cũng phải kêu nhỏ nhỏ. Chút xíu nữa ông thần Nông ông sắp mặt xuống dưới ruộng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Tại sao lại đây? Sao không vô nhà chơi? Tết nhất ghé nhà tôi chơi. Trời ơi, đâu có thời gian mà vô trỏng rồi nói chuyện nữa. Đang xử lý cái vấn đề ruộng lúa này nè. Bà con không có ngăn chặn kịp thời là không ăn Tết được đâu. Dạ đúng rồi đó thần Nông. Chú Tư cũng mới tâm sự nè. Là ruộng của chú Tư đang rầy nâu, đang chuẩn bị nở ra rất là nhiều. Đó, vì vậy đó, có chú Ba ở đây thì chú Ba có cách nào ngăn chặn kịp thời để giúp cho bà con. Đúng rồi đó anh Ba ơi, có cái loại thuốc nào mà trị sâu rầy cho nó hiệu quả mà kéo dài á cho bà con mình yên tâm. Mình sử dụng thuốc chết đó, sạch rầy sạch gốc đó, rất hiệu quả nha. Cái gì? Thuốc chết. Đây chết. Hãy nhìn có phải cái này không? Đúng rồi, đúng rồi đó. Chết. Hãy xem theo cái bảng này. Chết chết chết. Mua ngay hiệu này là chắc ăn. Trời dạ. Thôi, rồi còn ba con sâu cú lá là sao chú Ba? À đơn giản lắm chú Tư. Bây giờ mình chỉ cần sử dụng Vitaco. À chú Ba, có phải là chú Ba nói là cái hiệu Vitaco là diệt hai sâu phải không? Dạ hai con sâu. Dạ có phải Vitaco là đây đúng không? Đúng, chính xác. Đúng đó. Rồi à, mà diệt hai con sâu là con sâu gì? Con sâu cuốn lá và con sâu đục thân gây bông bạc. Đó. Chú Tư biết sao không? Vitaco á nó có ưu điểm là lưu dẫn mạnh, hiệu quả kéo dài hơn một tuần. Hơn một tuần luôn. An toàn thiên địch. Cho bà tụi con yên tâm ăn Tết. Thấy chưa? Đấy là nghe là cái tin này là vui rồi. Vui không quá. Có gì mà lo lắng. Yeah. Tôi đã đến đây là bà con hãy yên tâm. Bây giờ tốc hành đi mua thuốc liền. Để ngày mai thức sớm bắt đầu mình ngăn ngừa những con sâu rầy này. Làm sớm như nào tốt chừng nấy để yên tâm mà ăn Tết chứ. Thôi tôi đi gan. Khoan đã. Để con lấy xe con đưa chú đi. Rồi vậy chào thần Đông với cô thư ký nha. Dạ đó. Chào thần Đông, chào cô thư ký. Chết đến rồi à. Chết kỳ này ăn Tết vui, Tết lớn nha. Chết đến rồi à. Chết thầy luôn à, sâu à, rầy. Dấu hiệu thảm họa sống thần. Dấu hiệu của động đất. Dấu hiệu một lứa rầy mới có thể tàn phá mùa màng. Cháy rầy hoàn toàn ngăn chặn được. Khi thấy dấu hiệu này, bà con nên mau chóng thăm đồng, phát hiện rầy cám, đó là lúc phun chết. Với cơ chế bào khóa, khóa miệng lập tức được kết thúc, khóa chân hạn chế di chuyển, khóa sinh sản các lứa rầy. Chết, công nghệ độc đáo, phun sớm các lứa rầy. Tập đoàn Lộc Trời phối hợp cùng công ty truyền thông Xfinity thực hiện chương trình này.